Người đàn ông này đang lái xe ở trên núi, đột nhiên có một tiếng nổ lớn giống như đã xảy ra chuyện gì đó. Đợi lúc người đàn ông tỉnh lại nhìn khắp nơi là một mảnh màu đen, mà trước mắt anh ta là một tấm kính đầy bụi bẩn, làm cho người đàn ông sợ hãi. Anh ta vội vàng dùng cần gạt nước, nhưng đáng tiếc là xe đã bị chết máy, căn bản khởi động không được. Anh ta bắt đầu trở nên có chút lo lắng. Anh ta nhìn xung quanh phát hiện cửa sổ cũng toàn là bùn. Lẽ nào bản thân đã bị chôn sống rồi? Anh ta không dám tin. Anh ta nhanh chóng tháo dây an toàn, sau đó đi qua và cố gắng kéo cửa. Đáng tiếc là tất cả đều vô ích, tất cả các cửa đều bị bùn chắn chặt và không thể mở được. Người đàn ông điều chỉnh hô hấp khiến bản thân bình tĩnh, sau đó lấy điện thoại trong xe ra muốn gọi điện báo cảnh sát. Ai có thể nghĩ rằng trong xe này sớm đã mất tín hiệu rồi. Anh ta không kịp nghĩ nhiều, vội vàng quay trở lại ghế lái, muốn nổ máy xe rời đi, nhưng anh ta vít cả nửa ngày mà xe vẫn không nổ máy. Người đàn ông tức giận đấm đá vào xe, nhưng không ngờ dùng lực mạnh quá dẫn đến bùn bị chảy. Cả chiếc xe không ngừng rung lắc, anh ta sợ hãi nắm chặt lấy ghế xe không dám động đậy. Cũng may bên ngoài rất nhanh đã khôi phục như cũ, bồn chồn lo sợ anh ta cũng không dám làm bừa. Anh ta lấy ra một quyển sách, bắt đầu nghĩ lại tất cả tuyến đường mà mình đã đi, nhận thức được rằng có thể anh ta đã gặp phải một trận lở đất trên núi. Nghĩ đến đây, người đàn ông ngược lại nhẹ nhõm hơn nhiều, bởi vì xảy ra chuyện lớn như vậy nhất định sẽ có người nhìn thấy. Bản thân chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, nói không chừng sẽ có người đến cứu. Sau đó anh ta liền nằm xuống nghỉ ngơi. Đang ngủ say, anh ta đột nhiên bị chuột rút chân tỉnh dậy. Sau cơn đau, anh ta nhìn thời gian, ngủ một giấc mà đã qua 5 tiếng rồi, nhưng đến bây giờ bên ngoài vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Anh ta lúc này đầu đầy mồ hôi, dưỡng khí trong xe đã bắt đầu không đủ, xem ra muốn sống sót thì chỉ có thể dựa vào mình thôi. Anh ta đi qua gõ cửa sổ xe, nghe được có một vị trí là rỗng, làm anh ta kích động một phen. Anh ta lập tức kéo cửa sổ xe xuống, sau đó xắn tay áo lên thử xem mình có thể thò ra bên ngoài được không. Không ngờ anh ta vừa dùng lực bùn lại chuyển động xuống. Anh ta sợ hãi vội vàng đẩy cửa lên, cũng may tấm kính đủ chắc chắn để chặn bùn lại bên ngoài. Mặc dù không gặp nguy hiểm nhưng trên người anh ta đầy vết bùn. Lúc anh ta đang cảm thấy tiếc cho bộ quần áo mới của mình, đột nhiên nghe thấy kính cửa sổ bắt đầu bị nứt. Người đàn ông sợ hãi chân tay lúng túng, anh nhanh chóng nhặt băng dính trong xe để cố dán kính, nhưng bùn ở bên trên quá nặng, băng dính căn bản chịu không được. Người đàn ông chỉ đành tìm một thanh sắt, sau đó đem nó chặn lại cửa sổ xe, lúc này mới chặn được bùn chảy xuống. Chờ nửa ngày không thấy động tĩnh gì, người đàn ông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Kiệt sức, anh ta cầm chai nước lên muốn uống một hơi hết sạch, nhưng lúc anh ta vừa muốn uống hết thì chợt nhận ra đây là chai nước cuối cùng của anh ta. Người đàn ông trái nghĩ phải nghĩ vẫn là không nhịn được, thà chết còn hơn là sống mà bị dày vò thế này. Uống xong, người đàn ông bắt đầu đếm vật tư trên xe, muốn xem có vật gì có thể giúp anh ta tự cứu sống mình không. Tuy nhiên tìm cả nửa ngày cũng chẳng có một đồ gì hữu dụng. Lúc người đàn ông đang không biết nên làm như thế nào, đột nhiên nghe được phía sau hình như có tiếng gì. Người đàn ông quay đầu nhìn, chỉ thấy vết nứt trên kính cửa sổ đang thấm nước xuống. Anh ta leo lên thử nếm một ngụm có thể uống. Người đàn ông nhanh chóng dùng kéo cắt móng tay để nới rộng khoảng trống, sau đó gấp một thẻ thành một cái phễu, lắp lên trên chai nước để hứng nước. Sau khi làm xong, anh ta kích động không thôi, ít nhất điều này sẽ giúp anh ta không chết khát trong thời gian còn lại. Không lâu sau, chai nước đã đầy, người đàn ông đậy lại cẩn thận. Tuy nhiên lúc này anh ta lại có một cách nghĩ táo bạo. Ở đây đã bị rỉ nước, có lẽ bên trên chính là đất liền. Người đàn ông nhìn quanh và tìm thấy một ống sắt, sau đó đâm qua cái lỗ nhỏ kia, muốn xem bản thân cách mặt đất rốt cuộc có bao xa. Nhưng khi anh ta vừa đâm được một nửa thì nước bắt đầu rỉ xuống. Sợ hãi, anh ta vội vàng rút lại, sau đó anh ta nhặt một tờ báo đem chặn cái lỗ lại. Xem ra muốn thực hiện được kế hoạch thì phải cắm đầu cắm ống sắt. Nghĩ đến đây, người đàn ông lấy nắp chai ra, sau đó ở bên trên đục một cái lỗ nhỏ, sau đó dùng dây gai luồn qua lỗ nhỏ để buộc chặt nắp chai. Cuối cùng luồn dây gai qua ống sắt để bịt miệng ống thành công. Sau khi mọi việc xong xuôi, người đàn ông dùng đoạn ống sắt bị tắc tiếp tục đẩy lên. Ống sắt chặn với nắp chai cuối cùng không còn bị thấm nước. Nhưng nắp chai quá lớn, tự nhiên lực cản cũng tăng lên không ít. Cũng may lực của người đàn ông đủ lớn để đẩy ống sắt lên. Tuy nhiên mãi mà thanh sắt vẫn chưa lên tới đỉnh, xem ra người đàn ông bị vùi khá sâu. Anh ta chỉ đành nối ống sắt thứ hai và tiếp tục chọc lên. Tiếc là lực cản càng ngày càng lớn, sức lực của người đàn ông đã đạt đến cực hạn. Anh ta phải tìm cái kích thủy lực trong xe, với sự trợ giúp của kích thủy lực đã thuận lợi hơn nhiều. Ai ngờ kích thủy lực đều đã vặn hết cỡ rồi, nhưng ống sắt vẫn chưa đến được đỉnh. Người đàn ông chỉ có thể nghĩ cách khác. Anh ta tìm được một chiếc khăn giấy quấn quanh vai, sau đó leo đến dưới ống sắt dùng lực đẩy. Đột nhiên người đàn ông cảm thấy dường như đã mất đi lực cản. Anh ta vội vàng dừng lại, sau đó tìm được một sợi dây đồng và luồn qua ống sắt. Sau đó dùng lực đẩy một cái, dường như đã nghe thấy âm thanh của nắp chai ở bên trên. Anh ta liền rút dây đồng ra, sau đó nằm trên miệng ống sắt và xem, đầu còn lại của đường ống thực sự được cắm ra bên ngoài. Điều này làm cho anh ta kích động một phen, anh ta sắp chết ngạt trong xe rồi. Anh ta ngay lập tức thông qua ống sắt hít một ngụm không khí tươi mát. Cảm giác bấy lâu mất đi đó khiến anh ta sung sướng. Anh ta vui vẻ hướng ra bên ngoài kêu cứu. Tuy nhiên hết cả nửa ngày lại phát hiện dường như không có ai nghe thấy. Người đàn ông nhanh chóng suy nghĩ, không dễ gì mới tìm được hy vọng, không thể từ bỏ dễ dàng được.
Sau một hồi tìm kiếm, anh ta tìm được một hộp diêm. Anh ta muốn đốt cháy sợi dây gai trong ống sắt để hướng ra ngoài cầu cứu, nhưng trong ống nhỏ quá, dây gai không cháy hết được. Thẳng đến khi anh ta đốt đến ngón tay của mình thì hết dây dẫn rồi. Anh ta chỉ đành vứt tờ báo đi, sau đó dập lửa. Làm cả nửa ngày vẫn kêu cứu không thành công, suýt nữa thì ngạt chết. Sau một lúc nghỉ ngơi, người đàn ông ra sau xe. Anh ta muốn thông qua đường thẳng, tính toán xem vị trí của mình cách mặt đất bao nhiêu. Nhưng anh ta vẫn chưa tính xong liền nghe thấy ống sắt cắm khi nãy đang trượt xuống. Anh ta đi qua nhìn thấy đường ống đã bị tắc. Anh ta gấp gáp đi lấy sợi đồng muốn thông tắc, không ngờ vừa quay đầu lại đã va vào ống sắt đang trượt xuống. Đau đớn kịch liệt khiến anh ta rơi vào hôn mê. Tới lúc người đàn ông tỉnh lại, phát hiện mặt mình toàn là máu, còn ống sắt kia đã bị đổ xuống từ lâu. Người đàn ông không kịp đau lòng, anh ta vội vàng cởi áo để cầm máu. Đau đầu do chấn thương sọ não khiến anh ấy khó thở. Người đàn ông chống đỡ cởi dây thắt lưng của mình, sau đó buộc chặt lên miệng vết thương. Nhưng anh ta vừa làm xong thì bùn bên trên cửa xe lại bắt đầu rơi xuống. Người đàn ông nhanh chóng tìm một miếng rẻ để bịt lỗ hổng, sau đó mệt mỏi nằm xuống, mở video của vợ lúc trước ra xem. Dưới điều kiện khắc nghiệt như vậy, người đàn ông không biết mình còn có thể sống bao lâu. Anh ta quyết định quay lại một đoạn video để tạm biệt với người phụ nữ mà anh ta yêu. Người đàn ông tìm thấy một chiếc gương và cẩn thận lau vết thương. Sau khi lau sạch sẽ thì bắt đầu ghi lại lời di ngôn cuối cùng. Sau khi quay xong, người đàn ông cuối cùng không chịu được nữa, nhìn không thấy hy vọng nào nữa, anh ta quyết định buông xuôi. Sau đó anh ta cắt tay của mình, muốn lặng lẽ chờ cái chết đến. Không ngờ anh ta ngủ một giấc dậy phát hiện bản thân vẫn chưa chết. Lẽ nào là mệnh mình vẫn chưa tuyệt? Người đàn ông nháy mắt có được tự tin. Anh ta uống hết chỗ nước còn lại, sau đó quyết định tìm đường ra lần nữa. Nhưng oxy từ ống sắt khi nãy tuột ra càng ngày càng ít. Đàn ông cũng bắt đầu khó thở. Anh ta vội vàng tìm chiếc lốp dự phòng trên xe, sau đó nối dây dẫn khí để duy trì nhịp thở. Mặc dù có chút tác dụng nhưng cũng không phải kế lâu dài. Muốn sống sót, anh ta chỉ có thể thử ra ngoài lần nữa. Nghĩ đến đây, người đàn ông bắt đầu bôi dầu máy lên người, chuẩn bị dùng lực từ cửa sổ trườn ra. Sau khi làm xong, anh ta lấy tấm vải chặn bùn ra ngoài. Để cổ vũ tinh thần, người đàn ông đã mở một bài hát chiến đấu, sau đó dùng lực đập vỡ cửa xe. Đợi khi bùn đất không còn rơi vào nữa, anh ta chui vào cửa sổ, lấy thảm lót sàn ô tô quấn chặt quanh người, sau đó dùng ống sắt bịt lại để tránh bùn đất xung quanh rơi xuống. Sau khi làm xong, anh ta đem lốp xe bắt đầu đào lên trên. Theo đó, lực phải dùng càng ngày càng mạnh, người đàn ông đột nhiên thiếu dưỡng khí. Anh ta vội vàng dừng lại, mở van bánh xe ra để hít thở vài cái. Nhưng vừa hít được hai ngụm, người đàn ông chưa kịp phản ứng lại đã bị bùn đất rơi xuống che lấp. Không biết qua bao lâu, bốn phía cuối cùng cũng khôi phục lại yên tĩnh, và dường như có thứ gì đó đang di chuyển trong bùn đất. Thì ra người đàn ông vẫn chưa bị chôn lấp, vừa vặn lộ ra một cái miệng. Anh ta nhanh chóng vươn tay ra gạt đi bùn đất trên mặt. Ngay lúc người đàn ông nghĩ bản thân đã bị mắc kẹt không thể thoát ra, đột nhiên nhìn thấy trước mắt có một cái động nhỏ. Người đàn ông giơ tay ra với, vậy mà lại có một tia sáng chiếu xuống, làm cho người đàn ông vui mừng một phần. Anh ta kích động vươn tay ra khỏi lỗ. Sau những nỗ lực không ngừng, người đàn ông cuối cùng cũng leo lên được mặt đất.